Khánh Thi, Phan Hiển, từ cô trò kém 12 tuổi tới cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bài viết được tổng hợp. Phan Hiển yêu Khánh Thi từ năm 17 tuổi và chưa bao giờ thấy cô hết hấp dẫn, thú vị. Những thử thách khi mới đến với nhau càng làm hôn nhân của họ thêm bền chặt. Phan Hiển sinh năm 1993, còn Khánh Thi sinh năm 1982. Họ gặp nhau khi Khánh Thi đang kết đôi với Chí Anh và là cặp đôi vàng của Dance Sport đỉnh cao Việt Nam. Còn Phan Hiển mới là một cậu bé chập chững làm quen với khiêu vũ thể thao. Khánh Thi chính là người dạy cho Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và từng nhận xét anh là học trò xuất sắc của cô. Năm 2009, sau khi chia tay Chí Anh, Khánh Thi buộc phải tìm bạn nhảy mới và quyết định bắt cặp với học trò Phan Hiển. Tình yêu của họ cũng nảy nở từ đó. 13 năm trước, Phan Hiển tỏ tình với Khánh Thi trong một buổi đi chơi ở Vũng Tàu. Lúc đó, nam vũ công run đến mức hai tay đổ mồ hôi đến ướt nhẹp và không nhớ mình đã nói gì để cưu đổ cô giáo. Cách nhau nhiều tuổi nhưng anh luôn bị thu hút bởi sự cá tính, ương bướng và thú vị ở đối phương. Anh từng tiết lộ mình yêu thầm Khánh Thi từ năm 17 tuổi. Cứ khi nào cô ấy nhảy là tôi lại nhìn như bị hút theo. Có lúc tôi cứ thừa người ra ngắm cô ấy. Lúc đó tôi thích cô ấy trước chứ cô ấy đâu thích tôi, Phan Hiển nói. Chuyển từ mối quan hệ cô trò sang người yêu, Khánh Thi đối diện với nhiều thử thách, trong đó có sự phản đối của gia đình. Họ nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi Khánh Thi bất ngờ mang thai bé Kubi. Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian khó khăn nhất với cả hai. Sự cách biệt về tuổi tác giữa họ là lý do khiến nhiều người hâm mộ quay lưng với Khánh Thi. Sự ra đời của bé Kubi vào tháng 7 năm 2015 hóa giải mọi khó khăn trong cuộc sống của Khánh Thi và Phan Hiển. Từ chỗ bị chỉ trích, họ được yêu mến vì tình yêu vững vàng vượt sóng gió. Mỗi hình ảnh của Kubi khi đó đều được săn đón. Tổ ấm của họ vẹn tròn hơn khi có thêm con gái Anna hồi tháng 6 năm 2018. 7 năm làm vợ chồng, Khánh Thi Phan Hiển cũng cãi nhau như cơm bữa vì những lý do rất nhỏ nhặt. Kém vợ 11 tuổi nhưng Phan Hiển luôn tỏ ra là người hiểu chuyện, lãng mạn và chu đáo. Biết cô stress sau thời gian dài ở nhà tránh dịch, anh dành cả tháng đưa cô đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Bù lại, Khánh Thi cũng dần yêu lấy các sở thích của chồng như mô tô phân khối lớn, du lịch bụi. Năm ngoái, cô còn dành tặng cho chồng chiếc mô tô trị giá 600 triệu đồng và cùng anh phượt khắp các tỉnh miền núi phía Bắc. Từng gặt hái vô số thành công và được mệnh danh là nữ hoàng Dance Sport Việt Nam, nhưng từ khi cùng Phan Hiển xây dựng tổ ấm, Khánh Thi chấp nhận lùi lại, trở thành hậu phương cho chồng. Cô vạch ra con đường để chồng chinh phục các đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Không chỉ huấn luyện, cô còn chấp nhận đầu tư rất nhiều tiền để anh tham gia các giải đấu lớn, các khóa huấn luyện đắt đỏ ở khắp nơi trên thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Phan Hiển từng giành nhiều thành tích cao ở đấu trường quốc tế như huy chương vàng SEA Games 2019, huy chương vàng giải Rising Star Sochi Open 2019 tại Nga, vô địch Cup Singapore mở rộng 2019, Cup Đài Loan mở rộng 2018, v.v. Tấm huy chương vàng của Phan Hiển tại SEA Games 30 năm 2019 là điều khiến họ tự hào nhất. Ở mùa giải tới, cặp vợ chồng quyết tâm giữ vững thành tích này. Kiện tướng Dance Sport quan niệm thành công của chồng cũng là hạnh phúc của vợ. Còn Khánh Thi, tên thật là Nguyễn Hồng Thi, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1982 tại Hà Nội. Cô là kiện tướng Dance Sport của Việt Nam. Khánh Thi và vũ công Chí Anh từng nhảy với nhau như một cặp, nhưng sau khi gặt hái được thành công, Khánh Thi tiếp tục nhảy với Phan Hiển. Khánh Thi đã đạt được nhiều giải thưởng trong bộ môn Dance Sport gồm hai giải vô địch Dance Sport Việt Nam mở rộng, một giải AIG và một giải SEA Games. Với sự nghiệp thành công, cô trở thành kiện tướng Dance Sport Việt Nam. Khánh Thi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ cô đều là nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Từ năm 7 tuổi thì cô đã bắt đầu học múa, đến năm 2000 cô bỏ ngang rồi trở thành bạn nhảy của Chí Anh. Sau đó cả hai đi du học 5 năm, khi trở về thì thành cặp đôi vàng của Dance Sport đỉnh cao Việt Nam. Ngoài những giải thưởng tầm cỡ quốc gia, cặp đôi Khánh Thi Chí Anh còn gặt hái được nhiều giải thưởng phong trào trong và ngoài nước.
cùng trở thành kiện tướng quốc gia. Năm 2009, cô quyết định chia tay bạn nhảy Chí Anh vào thành phố lập nghiệp. Sau đó, Khánh Thy tìm được bạn nhảy mới là Phan Hiển. Hiện nay, ngoài vai trò là một nữ kiện tướng hàng đầu, là giám khảo có tiếng trong chương trình Bức Nhảy Hoàng Vũ, Khánh Thy còn chuyển hướng ca hát, bên cạnh đó cô còn rất thành công.